app VietJack. Hỏi bài miễn phí, trả lời tức thì. Vào thư viện app, tải ngay app VietJack. Chào mừng tất cả các con đã đến với tiết học môn toán lớp 2, bộ sách Chân trời sáng tạo. Trong chủ đề 2, phép cộng, phép trừ qua 10 trong phạm vi 20, cô và các con sẽ cùng học bài 14, 15, 16, 17, 18, trừ đi một số. Chúng mình cùng đến với phần 1, khám phá. Cô có phép tính 16 trừ 9. Hai bạn nhỏ này đang thảo luận về cách tìm kết quả của phép tính này đấy các con ạ. Để tìm kết quả của 16 trừ 9, đầu tiên ta sẽ trừ 6 để được 10. Sau đó ta sẽ trừ số còn lại. Các con hãy quan sát cô thực hiện nhé. Cô sẽ lấy ra 16 khối lập phương. Số 9 này cô sẽ tách ra thành 6 và 3. Đầu tiên cô sẽ trừ 6 khối lập phương và cô còn lại 10 khối lập phương. Sau đó cô trừ tiếp đi 3 khối lập phương. Vậy là cô còn lại 7 khối lập phương. 16 trừ 9 sẽ bằng 7. Các con hãy quan sát cô thực hiện lại nhé. 16 trừ 9. 9 sẽ được tách ra thành 6 và 3. Sau đó cô lấy 16 trừ 6 để được 10, rồi trừ số còn lại. 16 trừ 6 bằng 10. 10 trừ 3 bằng 7. Vậy nên 16 trừ 9 sẽ bằng 7. Tương tự như vậy, 14 trừ đi một số, ta sẽ trừ 4 để được 10, rồi trừ số còn lại. 15 trừ đi một số, ta cũng trừ 5 để được 10, rồi trừ số còn lại. 17 trừ đi một số, ta cũng trừ 7 để được 10, rồi trừ số còn lại. 18 trừ đi một số, ta cũng trừ 8 để được 10, rồi trừ số còn lại. Vậy điểm chung của những phép tính này là chúng ta sẽ trừ để được 10, rồi trừ số còn lại. Chúng mình cùng sang phần 2, luyện tập. Bài tập luyện tập thứ nhất, tính. Phần A, 15 trừ 5 trừ 2. Qua quan sát cô thấy ở đây 15 trừ 5 sẽ được 10. 10 trừ 2 sẽ bằng 8. Vậy nên 15 trừ 5 trừ 2 sẽ bằng 8. Phần B, 17 trừ 7 trừ 1. 17 trừ 7 cũng được kết quả là 10. Cô lấy 10 trừ 1 bằng 9. Vậy nên 17 trừ 7 trừ 1 sẽ bằng 9. Tiếp theo phần C, 14 trừ 4 trừ 5. 14 trừ 4 cũng được kết quả là 10. Cô lấy tiếp 10 trừ 5 và được kết quả là 5. Vậy nên 14 trừ 4 trừ 5 sẽ bằng 5. Tương tự như vậy chúng mình cùng thực hiện phần D. 16 trừ 6 trừ 2. 16 trừ 6 sẽ được kết quả là 10. 10 trừ 2 bằng 8. Vậy nên 16 trừ 6 trừ 2 sẽ bằng 8. Chúng mình cùng sang bài tập số 2, tính nhẩm. Phép tính đầu tiên, 14 trừ 5. 14 cô sẽ trừ 4 để được 10, rồi trừ số còn lại. Vậy nên ở đây cô sẽ lấy 14 trừ 4 bằng 10. Vậy 5 cô sẽ tách ra thành 4 và 1 phải không nào? Vậy nên 14 trừ 4 bằng 10. 10 trừ 1 sẽ bằng 9. Tương tự như vậy, 15 trừ 8 bằng 7. 17 trừ 9 bằng 8. 16 trừ 7 bằng 9. 14 trừ 8 bằng 6. Và cuối cùng 18 trừ 9 bằng 9. Chúng mình cùng đến với bài tập số 3. Mỗi con vật chè số nào? Con hãy quan sát mẫu của cô. 3 số gồm một số ở trên đường tròn và 2 số ở trong sẽ tạo thành một sơ đồ tách gộp. Cô thấy 6 gộp với 9 bằng 15 và 15 trừ 6 bằng 9. 15 trừ 9 sẽ bằng 6. Tương tự như vậy với những số còn lại các con nhé. Và bây giờ chúng ta sẽ cùng thực hiện nào. Bạn sâu màu vàng này đã chê số nào các con nhỉ? Ở đây cô quan sát thấy có số 11. Và ở đây là số 8. Và cô sẽ thực hiện phép tính 11 trừ 8. Cô được kết quả là 3. Vậy bạn sâu màu xanh này đã che số nào rồi? Ở đây cô quan sát thấy có số 13. Ở đây là số 3. Còn ở đây là số 18. Và ở đây là số 8. Vậy chúng ta có thể thực hiện hai phép tính. Thứ nhất là phép tính 13 trừ 3 hoặc phép tính thứ hai là 18 trừ 8. Và chúng ta đều được kết quả là 10. Chúng mình cùng chuyển sang hình tròn bên phải nhé. Ở đây cô có số 12. Và ở đây có hai chú bọ rùa. Để tìm được số mà chú bọ rùa màu đỏ này đã che, cô sẽ lấy 14 trừ đi 9 ở đây nhé. 14 trừ 9 được kết quả là 5. Và ở đây chú bọ rùa màu xanh, cô có thể lấy 12 trừ 5 hoặc 16 trừ 9. Và cô đều được kết quả là 7. Vậy là chúng ta đã tìm được những số mà mỗi con vật che rồi các con ạ. Chúng mình cùng chuyển sang bài tập số 4 nhé. Tính để biết mỗi bạn rùa sẽ lên toa tàu nào. Ở đây cô có một đoàn tàu gồm 4 toa tàu được đánh số từ 1 đến 4. Và có 4 bạn rùa A, B, C, D. Mỗi bạn rùa có một phép tính. Và chúng ta sẽ tìm kết quả của những phép tính này để biết xem mỗi bạn rùa lên toa tàu nào nhé. Bạn rùa A có phép tính 11 trừ 8. Các con hãy nói cho cô biết kết quả của phép tính này nào. À, rất đơn giản phải không nào? 11 trừ 8 sẽ bằng 3. Vậy bạn rùa A sẽ lên toa tàu số 3. Bạn rùa B, 11 trừ 10. Cô được kết quả là 1 phải không nào? Vậy bạn rùa B sẽ lên toa tàu số 1. Bạn rùa C có phép tính 11 trừ 7. Các con hãy nói cho cô biết kết quả nào. À, rất chính xác, 11 trừ 7 bằng 4. Vậy bạn rùa C sẽ lên toa tàu số 4. Và cuối cùng, bạn rùa D có phép tính 11 trừ 9. Cô được kết quả là 2. Vậy nên bạn rùa D sẽ lên toa tàu số 2. Các con thân mến, vậy là bài học của chúng ta đến đây là kết thúc rồi. Chúc các con chăm ngoan, học tốt và hẹn gặp lại các con ở những bài học tiếp theo nhé. Khóa học VietJack, sự lựa chọn của hàng triệu phụ huynh và học sinh. Trải nghiệm ngay khóa học của VietJack.